Chào tất cả các bạn đã trở lại kênh của Sâu TV nha. Chào các bạn nha. Hôm nay hai vợ chồng mình chơi nó một cú các bạn ơi, cũng khá là lâu rồi. Hai vợ chồng mình không troll nó nữa các bạn. Chắc là nó buồn lắm. Cái ý tưởng này là vợ mình nghĩ ra nè. Nó không có ngừa mình nữa đâu, lâu lắm rồi mình không troll nó không ngừa mình nữa đâu. Đó, em giới thiệu cho các bạn biết hôm nay mình sẽ làm gì đây. Hôm bữa nó mới mua cho mẹ cái điện thoại iPhone 13 Pro Max các bạn ơi. Mà nó nói với mẹ là có 2-3 triệu hà. Mẹ cũng tin, tại vì nó không dám nói với mẹ nhiều quá, sợ mẹ uổng, sợ mẹ lo các bạn. Sợ mẹ uổng tiền. Sợ mẹ uổng tiền. Mua cái đó nhiều tiền quá mẹ không có cho đâu, nhưng nhưng mà nói 2-3 triệu á thì bữa nay mình sẽ chơi nó các bạn ơi. Hiện tại thì nó đang đi ngủ trưa ở bên giường đó các bạn, nó không có trong nhà. Hai vợ chồng mình, mẹ thì giờ đang nằm trong nhà lướt tấp tấp. Có điện thoại mới mà iPhone 13 mà lướt tấp tấp thì thứ gì bằng. Xin chào các bạn coi. Tình. Mình sẽ biến mấy anh 3 triệu, 2-3 triệu của nó thành 10 triệu các bạn ơi. Mình sẽ troll với nó, nhưng mà lần này troll là mình sẽ, hai vợ chồng mình sẽ rủ mẹ hợp tác nha. Nói với mẹ là sao anh? Đi vào chỗ bạn theo dõi đi, nó mới thú vị chứ. Đúng giờ rồi. Mình nói trước nó mất hay ha. Rồi. Các bạn hãy theo dõi để biết mình làm gì với cái số tiền 10 triệu này nha. Mình sẽ ảo thuật. Rất là đi thú xem. Vị đây. Đi. Đi đi đi. Nhỏ thôi để thôi nó hay anh ơi. Trời sướng quá ta. Mẹ đang nằm tấp tấp. Sướng quá ta, iPhone 13 rồi. Rồi lướt tấp tấp rồi, sướng ghê trời. Rồi. iPhone 13 2-3 triệu mà. Thở mới rồi, coi á. Lướt cho các bạn, mẹ mình nằm lướt tấp tấp nè. Lướt tấp tấp iPhone 13. Đã chưa, đó. Cái điện thoại mẹ đó. Hả? Nó nói mẹ 2-3 triệu phải không? Bây giờ mình sẽ xếp cho ba mẹ con mình cho nó đi mẹ. Nó qua giường nó nằm mà nó không hay đâu. Nó giờ mình nói là 2-3 triệu đăng lên lòng quay clip á, đăng lên người ta thấy giờ đi mẹ sáng mày đi chợ á. Cái người ta giờ nó mua 10 triệu. Cả 10 triệu rồi. Nè nè nè, 10 triệu con chuẩn bị sẵn cho mẹ. Hồi mẹ cầm đây nè. Mẹ ngồi mẹ cầm này, cái mẹ giả bộ, mẹ cái mẹ giả bộ nè. Ai ố mà. Cái mẹ giả bộ mẹ nói với nó là mẹ bán được 10 triệu lời được 6 7 triệu rồi nha. Nó mua 2 3 triệu là mình bán được 10 triệu. Dạ rồi. 7 triệu quá. Mẹ nhớ hợp tác với hai vợ chồng con nghe. Mẹ nói thêm nữa là nó có nó không mẹ mua thêm 3 cái nữa mẹ bán giùm cho. Em lấy cái nón rồi. Đi qua bên giường mẹ nó nằm bển, chưa nó ngủ mà đi. Nói đi ngang thấy nó chỉnh lý hay gì nó làm cái gì bển á. Ồ con bim nó không biết chuyện gì đâu. Mẹ tắm đi bim ơi. Bim còn ngủ chưa? Đây. Bim còn ngủ rồi, ngủ đi bim. Tao sẽ đi chọn chỗ này nè, ngủ đi. Nó ngủ nữa rồi các bạn ơi, nãy nó chỉnh lý bây giờ nó ngủ nữa rồi. Anh kêu mất anh. Đâu được. Mẹ bán điện thoại được có tiền nè. Sao? Mẹ bán cái iPhone được kìa. Mẹ bán cái iPhone được kìa. Mẹ bán điện thoại được tiền nè. Mẹ bán iPhone được kìa. Nó ngủ như chết tại. Cái iPhone mới mua mẹ bán rồi kìa. Nói mẹ 2-3 triệu mẹ bán rồi kìa. Chà. Nè. Kêu nói 2-3 triệu mẹ bán. Mẹ nói mẹ có 2-3 triệu người ta hỏi, người ta nói vậy vậy mà bán lại tôi 10 triệu đi rồi mẹ nó nói 10 triệu vậy lại mẹ bán nè. 10 triệu rồi bán lại được 7 triệu mẹ bán. Ngủ hoài trời. Đấy kìa, mẹ bán cái điện thoại iPhone rồi kìa. Mẹ bán cái iPhone vậy? 13 rồi kìa. Đây nè, mẹ bán cái iPhone 13 rồi kìa. Con này. Ủa quái. Mẹ bán rồi kìa. Cái gì? Cái gì? Mẹ bán rồi kìa, mẹ mới khoe chị với anh hai đó. Mẹ bán được tiền nè. Cái iPhone 13 con mua cho mẹ sao mẹ bán hắn hả? Nó có 2-3 triệu rồi. Người ta hỏi mẹ mua lại 10 triệu mẹ bán. Mẹ còn mới khoe chị với anh hai lời mấy
lời mấy triệu luôn, 6-7 triệu luôn. Ai biểu không, bữa nói bữa nói 2-3 triệu. Mẹ đâu có biết đâu, mẹ hỏi điện thoại mua nhiêu, 2-3 triệu à. Mẹ bán 10 triệu. Ừ. Rồi người ta hỏi vậy thôi, bà để lại tôi 10 triệu đi thì mẹ thấy lời mẹ bán. Bữa nói thiệt mẹ đó, đi. Nói 2-3 triệu mẹ bán 10 triệu lời còn đi. Mẹ nói đi chợ, người ta nói người ta coi clip, người ta thấy ba mua 2-3 triệu rẻ quá, giờ ta ba mua 10 triệu luôn. Mẹ thấy lời quá mẹ bán luôn. Mẹ vui nãy giờ luôn á. Mày còn phê mày ngủ chiều đang lẩu nữa. Nghe vô. 10 triệu. Đấy vậy chắc tôi nói có 2-3 triệu. Thì mẹ bán 10 triệu. Lại rồi còn gì nữa? 2-3 triệu. Trời đất ơi, 10 triệu vô bằng gấp tư cái điện thoại nữa. Trời ơi, cái điện thoại 50 triệu hả? Đâu có. Không có 2-3 triệu à. Thì đó 2-3 triệu mẹ nói lời. 2-3 triệu thì lời rồi bán đi chứ, lời 7 triệu mới mốt mua cái khác. Trời, người ta còn dặn mẹ có nữa không đem ra bán nữa kìa. Điện thoại mà người ta làm như khoai vậy. Cái gì? Gì 50 triệu? Hàng chó nó qua luôn rồi. 50 triệu, 20 triệu mà sao giờ tới 50 triệu? Đi chị bán được 10 triệu rồi lại. Tại con khả xúc động. Trời ơi lời. Lời quá xúc động. Mẹ biết kinh doanh quá. Mẹ thấy có lời rồi mẹ bán rồi mai mốt là mua cái khác có 20 triệu con cái rồi mua. Mẹ biết kinh doanh. Có biết gì đâu thì bữa nói sao nói lại y vậy thôi. Mẹ bán lời gì anh vui dữ anh. Không có gì. Nè mẹ đến tiền với mẹ 1 triệu. Chiều nay điên lẩu mẹ ơi. Mẹ là 10 triệu. 2 triệu đúng không? 2 triệu rồi nè. Đó. 3 triệu. 3 triệu. 4 triệu. Đi ra ngay mà mày. Tiền cũng vậy nữa. Mày cũng đi ra. Mấy triệu rồi mẹ? 4 cúc. 4 triệu hả? 3 10 triệu chưa? 1 2 3 4. Bà cũng đi xích ghế. Người ta có bán, người ta có bán lộn cho mẹ 50 không? Người ta có mua lại 50 không? Hay là 10? Mua 10 triệu. Thì nó 3 2 3 triệu thì bây giờ bán 10 triệu thì lời được 7 triệu rồi. Chứ không phải 50 hả? 50 đó mà 50 mà cái điện thoại 50 hả? Không, con tính là người mẹ bán 50 là bán lời. Đi điên rồi các bạn ơi. Sao mẹ không bán 50 để nghe lời hả? Chúng ai mà mua, điện thoại 50 triệu thôi, người ta mua, người ta nói cái điện thoại 10 triệu người ta mua, người ta nói có 2-3 triệu. Tại điện thoại thì bán lại 10 triệu thì lấy lời. Tại cái điện thoại con gái mẹ tặng cho mẹ phải có tầm giá trị hơn. Nếu mẹ bán có 10 triệu thì chết con rồi. Ai hút thì mà. Đúng rồi. Con này đó. 1 4 nhiều 2 à 4 triệu rồi 4 triệu 5 triệu thì 10 triệu thì lại 7 triệu rồi 6 triệu đó thì nhận chưa gửi 1 2 cái này là tờ 500 hay tờ 200 nha mẹ 200 vui rồi nè. Rồi sao vậy? Không thì con cũng vui theo mẹ mà. Rồi sao vậy? Vui mà khóc. Nó buồn á, quà của mẹ nó tặng mẹ mà mẹ bán á, nó buồn á. Thôi đi về mẹ ơi. Cái vậy kia còn quay nữa. Quay làm kỷ niệm, mẹ bán điện thoại lời gần chết, chiều nay đi ăn lẩu. Về. Đi về đi, con quay con ngủ nó chị điên lẩu nha. Vì chị này chứ điên lẩu. Này mình lại tâm sự với nó đây. Mẹ đợi con nha mẹ. Ừ. Ê. Giờ sao? Ủa giờ sao? Mẹ bán điện thoại lần sao vậy? Lần sao? Mẹ biết bữa nói kêu nói vậy. Thiệt đi, không chịu. Kêu nói vậy thì nói vậy, mẹ như vậy rồi sao? Nói thiệt với mẹ nên vậy mà mẹ sao mẹ lấy điện thoại? Mẹ cha tiết tiền lắm. Hồi đó giờ mua cái đồ mất tiền là cha mẹ không có chịu xài đâu. Ai biết rồi nói vậy rồi sao vậy? Chuột lắm chứ sao? Giờ chuột có đâu vậy? Ai đâu chuột? Mấy vui á. Nó đông chục triệu luôn á. Chứ giỡn đâu. Cái gì? Cái gì?
vậy con vui quá. Chuyện hỏi 50 triệu hả? Con vui quá. Trời, con đâu biết gì mình đâu, đi về nên mình không biết chuyện gì đâu. Họ 50 triệu mà nó có 20 triệu à. Mình biết con nó mua mà con đâu có biết gì trời đâu. Trời đất ơi. Ôi trời. Tại mẹ hồi đó giờ con mua đi, con mua đồ mất dạ mẹ có chịu xài đâu. Ủa mẹ có biết đâu rồi thấy có lợi rồi mẹ bán rồi nói gì vậy? 50 triệu. Anh biết con đâu có biết cái gì đâu. Nó kêu nói làm sao con nói vậy thôi. Vậy mẹ tính đâu là có 20 triệu thì bán 10 triệu lời rồi giờ ra cái điện thoại 50 triệu. Thôi lỡ rồi sao giờ? Cà đợi tiếp 20 năm nữa mua cho mẹ cái điện thoại mới. À, 50 triệu, đó 20 triệu, rồi làm sao? Bán người ta rồi làm sao? Thư luôn cái này mấy triệu bán nữa nè. Đợi lại cơ hội đi bán cái này đang mua lại cái kia. Bán hết đi mua lại khác. Thôi về mẹ ơi, nó nằm đi, nó ghen hoài mẹ ơi. Mẹ có biết ở đâu? Cho vừa ghen lẩu nè mẹ ngủ á. Hôm bữa nó mua cho mẹ mà nó sợ cha mẹ không lấy á. Lắm mấy đó. Nó rủ con với Hiền nói 2-3 triệu đó. Cũng giấu mẹ nữa đó, 2-3 triệu. Thì nó kêu sao nó vậy với con, nó mua đâu dám lấy. Trời ơi, cái điện thoại mua không có tiền để mua cái điện thoại 50 triệu. Nó sợ mẹ không lấy rồi nó nói vậy đó, đặng về đặng quay cho mẹ đó. Mẹ tính đâu là 2-3 triệu mua xài 50 triệu. Quá trời, cái điện thoại tiền nhiều. Nó sợ mẹ không lấy thôi. Nó nói nhiều quá mẹ không lấy á. Bởi vậy con với mẹ, con với anh Khoa mới rủ nó, mẹ cho anh nó nè. Bây giờ nó khóc kìa. Thôi về lấy giờ đưa nó chứ giờ sao giờ. Khóc bù lù bù lò đắng kìa. Khóc bù lù bù lò đắng kìa. Trả nó đi. Trả nó. Thì mẹ lấy lại mẹ giả bộ mẹ khoe nó. Nó mẹ mới mua được cái nữa nè. Cái này có 1,5 triệu à? 1,5 triệu. Rồi nó khóc xong nó ngủ luôn rồi. Thì mẹ bán 10 triệu lời rồi sao khóc hoài vậy? Đó nè cái điện thoại nè. Mẹ mới mua điện thoại mới kìa. Cái điện thoại nè. Phải không? Cái điện thoại này không? Nè. Cái điện thoại dày đây mà dám mua 50 triệu. Nói mẹ có 2-3 triệu à. Nó đâu ra vậy? Má. Thấy không? Mẹ mua 1,5 triệu đó. Mẹ mới mua lận 1,5 triệu bà kia vô bán. Mà nói điện thoại có 2-3 triệu. Thôi thằng gai à. Thôi thầy chứ lại. Vậy đó mà nói với mẹ à, anh ai à, đi thôi thầy. Ai đi thôi thầy. Nó mua cho mẹ mà nó không dám nói. Thôi cho 2-3 triệu á, về xài đi. Ông có đi bán đi. 2-3 triệu bán nữa. 2-3 triệu đem đi bán là lời đó. Cây vàng của mẹ làm mấy mùa lúa. Rồi nói 2-3 triệu bán rồi khóc rồi la. Có khóc à? Trời ơi khóc mà mặt à. Ê, ta nói vừa khóc vừa cười mà cục kích. Thì không biết à. Các bạn có nghe nó nghẹt mũi không các bạn? Không biết à. Điện thoại vậy 2-3 triệu, 2-3 triệu. Không có biết, mẹ đi vô xài đi. Mất cảm đi. Các bạn ơi. Cứ mặt kìa. Đi nấu xài đi, không có làm mấy hộp à. Ai đi đâu, làm video. Vô, vậy chỉnh lít nè. Làm video. Anh ơi, thôi bây giờ chỉnh lít vậy. Tiền nữa nè. Có tiền có mời về. Không có rồi em. Đâu kìa. Em mời về. Dư kìa. Thôi đi vô. Mời về. Cái mệt đó. Ở đó đi em. Đi mẹ đi bán điện thoại mẹ. Giờ đi bán thiệt mẹ ơi. Thôi đi vô cái vườn dừa đó kìa, đi vô đúng lắm. Giờ biết tiền thiệt rồi đi bán. Đi vô. Ai mẹ. Mình biết tiền thiệt rồi mình đi bán trời. 10 triệu đó trời.
vô lướt tấp tiếp mẹ ơi.